Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu cho các bác một cái thương hiệu Mazang đến từ Nhật Bản. Mazang này thì thương hiệu của Nhật nhưng mà đây là hàng xuất châu Âu, nó sử dụng điện 220V cho các bác. Mặt nhôm phay xước này. Model SR5400 các bác nhá. Đời dòng đầu năm rồi. Cổng giải mã quang TV Digital số 1. Giải mã chuẩn 24 bit, nhạc mạng từ Smart TV xuống, với một cái thiết kế rất hài hòa và cân xứng và đẹp luôn nhé. Hai núm hai bên rất là to và đều đấy, rồi màn hình ở giữa, một cái thiết kế rất là cân xứng của cái Mazang các bạn nhé. Đấy, kiểu đầu tiên nhìn cái thiết kế nó rất là đẹp đã. Nó lại sử dụng được điện 220V, nó lại có cả giải mã này. Còn nội thất các bác đây, trông nội thất rất là gấu luôn, với 4 tầng vỉ mạch này, các bác nhìn mạch là vỉ mạch xanh này. Đấy, rất là đời, rất là cao, rồi máy móc xịn sò, giải mã chuẩn 24 bit. Dòng này dòng 5 kênh sẽ đánh 10 con sò than lớn, các bác nhá, 10 sò than lớn này. Đấy, mạch sáng sạch đẹp, nguồn to, cao to. Mazang điện 220V 198W, dòng máy chơi tốt những dòng loa bass 2 năm trở lại các bạn nhé. Đấy, đây Mazang Japan. Đấy, ở đây rất nhiều cổng analog kết nối thiết bị bên ngoài, rất nhiều, các bác cắm cổng nào thì chọn tín hiệu cổng đó, như là cổng DSS này, hay cổng CD, hay cổng Type A, hay cổng CDR, coi nào cổng nó có chữ in thì các bác cắm nhé, in là vào, out là ra. Ở đây chúng có hai cổng giải mã quang vào 1 và 2, và một cổng xuất out đây. 1 thì là cổng có chữ là TV ở trên máy, các bác nhá, chọn ngay chữ TV thì nó rất dễ nhớ các bạn. Đấy, dòng này là có FM 1.8 nhé, thì em sẽ bật FM. Đây, ở đây một điểm ăn tiền nữa, đó là cổng Real này, nó sẽ xuất tín hiệu giải mã sang đi khác. Đây em tạm thời rút dây loa ra test luôn cái rail này. Đây cổng out có chữ RN đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ ăn theo cái volume, khi các bác vặn volume to lên thì nhạc nó sẽ to lên tiếp theo. Đấy, ở đây có thêm 6 đường loa ra các bác nhá. 6 đường loa ra thì tương ứng với 12 sò. 2, 4, 6, 8, 10, đúng 12 sò. Đấy, 6 đường loa ra với cái trở kháng loa tất cả đều từ 6 đến 8 ohm các bác nhé. Đấy, 6 đến 8 ohm với cặp loa chính là có chữ Phonak này. Đấy, Mazang. Ở đây có chỗ FM Tuner đây. Đây, thậm chí em còn chưa đấu dây dàn nữa các bác. Đấy, chưa đấu dây dàn đâu. Đấy, sờ vào đây, chưa có đấu dây dàn, nó đã nét rồi. Đấy, em bắt rất nét các đài tần số Việt Nam các bác. Đấy, cổng TV, giải mã. Phụ kiện cho các bác là cái điều khiển để các bác chỉnh to nhỏ, tắt mở, chỉnh bass check đây. Nó ghi chữ bass check này. Bass cộng trừ 6, volume, rồi tắt mở âm ly. Đấy, âm ly Mazang có kích thước chiều ngang 44, chiều cao 16 và chiều sâu 45. Giá để cho các bác chỉ có 3.500.000 đồng các bác, 3.500.000 cho một cơ âm ly, thương hiệu nổi tiếng Mazang, hàng xuất châu Âu, điện 220. Ít khi em để ý có cái âm ly nào mà đến chiều sâu của máy nó còn sâu hơn cả cái chiều ngang của máy các bác nhá. Đấy, ngang 44 mà sâu 45 này, máy hậu rất là sâu. Nên các bác có cái tủ mà các bác muốn kệ kê thì đổ sâu rất là sâu, nên các bác cân đối cái việc để tủ các bác nhá. Đấy,
một cái thiết kế đẹp, một cái thương hiệu Mazang và một cái chất âm Mazang, rồi nội thất thì sang đẹp, rẻ mã chuẩn 24 bit và đài out suất rẻ mã có FM, có ép vang karaoke chơi tốt trong cái tầm giá 3.500.000 đồng. Về hướng dẫn sử dụng thì ở đây sẽ có một nút tắt bật nguồn máy. Đấy. Ở đây là hàng dãy phím tín hiệu đầu vào, các bạn có thể chọn trên khiển đây cũng đầy đủ hết rồi này. FM tuner đây thì các bác dò đài bằng chữ tuning lên xuống đây các bác nhé. Mode ở đây là chế độ auto, các bác dò để chế độ này thì nó sẽ ấn được tí một nó sẽ tự động theo này. Đấy rồi, đó không có gì cứ vậy thôi, không chả có cái gì cả. Các cổng analog như cổng DDS này. DDS là cổng analog em vừa cắm về phía sau rồi nhé. Đó. Và anh thức âm đi thì các bác có thể nhìn qua, lướt qua điện thoại của em quay rất là đẹp rồi. Hàng về rất đẹp luôn. Và giá thành thì cũng giá là bình dân, chỉ có 3.500.000 đồng cho một cái Mazang điện 220 tiện dùng. Tăng kèm cho các bác cái điều khiển đấy nhá. Điều khiển này cũng chỉ được khá nhiều các cái chức năng. Bát check đầy đủ, mute ngắt tiếng, sleep hẹn giờ. Các bác có thể để bao nhiêu phút thì máy sẽ tự động tắt, tối đa là 90 phút này. Đấy. Các cổng kết nối này, TV này. Các bác lưu ý sử dụng điều khiển ở đây sẽ có hai nút này, AUT và AMP. Khi các bác ấn vào chữ AUT này đấy, thì hầu như khiển nó không có tác dụng thì phải. Đấy, khiển nó không tác dụng đâu. Các bác lại phải ấn vào chữ Ampli này, AMP này. Đấy, cho đèn nó sáng đỏ lên này. Và bấm cổng DS chẳng hạn này. Đấy, ok. Đấy. To nhỏ đầy đủ. Rồi, giá chỉ có 3.500.000 đồng. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22525. Vâng, cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.